phượng bật gốc trong sân trường ở Đồng Nai, ba nữ sinh bị thương. Một cây phượng trong trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã bị bật gốc đè trúng ba nữ sinh. Sự việc vừa diễn ra trong chiều nay. Theo đó, vào giờ ra chơi giữa buổi chiều nay, một nhóm học sinh lớp 8 đi ngang qua cây phượng trong sân trường. Lúc này trời đang mưa lớn, cây phượng đột ngột bật gốc ngã đổ, nhánh cây đè trúng ba nữ sinh. Bà Đỗ Thị Cao Sang, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, xác nhận sự việc trên, đồng thời cho biết các nữ sinh may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, sau khi ổn định tâm lý đã được phụ huynh đón về nhà an toàn. Theo bà Sang, cây phượng này đã được trồng hơn 20 năm, có dấu hiệu mục rễ. Trước đó, nhà trường đã có văn bản đề nghị phòng quản lý đô thị thành phố Biên Hòa đến cắt tỉa, xử lý các cây xanh trong trường. Tuy nhiên, khi đơn vị này chưa kịp đến xử lý thì cây phượng bất ngờ bị ngã đổ. Theo quan sát, cây phượng có đường kính khoảng 60 cm, phần rễ cây bị mục. Chiều cùng ngày, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Biên Hòa đã phối hợp với các đơn vị chức năng cắt bỏ cây phượng này.